chế độ ăn uống đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn nguy hại mắc bệnh tiểu đường loại 2. Một số phân tích cho thấy thêm tiện ích của việc ăn một vài loại trái cây rất có thể giảm nguy hại mắc bệnh tiểu đường, theo Ezret. Theo phân tích của những nhà phân tích thuộc trường y tế công cộng Harvard, ăn nhiều trái cây, nhất là quả diệt quất, nho và táo rất có thể giảm nguy hại mắc bệnh tiểu đường loại 2. Ăn nhiều diệt quất rất có thể làm giảm nguy hại mắc bệnh tiểu đường loại 2. Ảnh Internet. Phát hiện của Shop chúng tôi cung ứng minh chứng mới cho thấy thêm một vài loại trái cây rất có thể đặc trưng hữu ích cho việc giảm nguy hại mắc bệnh tiểu đường, người sáng tác thời thượng Ki-sun cho biết. Các nhà phân tích đã kiểm tra dữ liệu tích lũy từ thời điểm năm 1984 đến 2008 từ 187.382 người tham gia trong 3 phân tích dài hạn, bao gồm nghiên cứu sức khỏe của y tá, nghiên cứu sức khỏe của y tá và nghiên cứu theo dõi chuyên gia sức khỏe. Những người tham gia phân tích có chẩn đoán không xảy ra mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch hoặc ung thư. Kết quả cho thấy thêm 12.198 người tham gia 6,5% bị tiểu đường trong thời hạn phân tích. Theo đó, những nhà phân tích đã xem xét lượng tiêu thụ trái cây tổng thể, tương tự như tiêu thụ những loại trái cây riêng lẻ, nho, đào, mận, mơ, chuối, dưa đỏ, táo, cam, bưởi, dâu tây, quả diệt quất. Kết quả cho thấy thêm những người ăn ít nhất 2 khẩu phần mỗi tuần một vài loại trái cây, nhất là quả diệt quất, nho và táo đã giảm nguy hại mắc bệnh tiểu đường loại 2 tới 23% so với những người ăn ít hơn 1 khẩu phần mỗi tháng.